Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, không phải chiếu theo lệ luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lệ luật, mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Như lời Thiên Chúa phán, dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hỡi anh em, dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được người tuyển chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Giao ước lập ra, muôn đời người nhớ mãi. Nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ, đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thệ cùng Isaac. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Ấy là vì Chúa nhớ lại lời Thiên đã hứa cùng Abraham tôi tớ của người. Chúa đưa dân người, những kẻ người đã chọn, vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, thần khí là sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Hallelujah. Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, thánh thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.
Tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng hãy canh giữ tâm hồn và mở rộng lòng ra với Chúa Thánh Thần. Đừng cứng tin. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng được tha. Đức Giê-xu hiểu và tha thứ sự yếu đuối của con người, nhưng người lại không khoan dung cho những ai bị tai nhắm mắt, cố khép kín lòng mình trước những điều kỳ diệu mà Chúa Thánh Thần làm. Đó là cách thức những người Pha-ri-sêu hành xử khi họ buộc tội Đức Giê-xu là nhờ quyền quỷ vương mà trừ quỷ. Và đồng thời, họ cũng không thấy nơi Đức Giê-xu giấu chỉ lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Họ tự mình loại bỏ lời mời gọi của Thiên Chúa, và qua đó họ đặt mình ra bên ngoài tầm với của ơn cứu độ. Từ đây, Đức Giê-xu đang mời gọi chúng ta canh giữ tâm hồn ta khỏi những lề thói của cuộc sống và biến tâm hồn ta trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, nếu để ý thì chúng ta có thể thấy rằng bây giờ con người ta đang phải sống trong cảnh ngộ, luôn bị thúc giục chạy theo những thành quả và dễ bị kích động bởi những hoàn cảnh bên ngoài. Những món đồ ăn nhanh, những tin tức mạng xã hội đòi hỏi những cái like nhanh chóng, những công việc yêu cầu doanh số năng suất, những cuộc chạy đua về thành tích. Ngay cả trong việc hiểu về chính mình, con người cũng không có thời gian. Và rồi, khi ta sao nhãng việc canh giữ tâm trí, ta dễ dàng nghĩ những điều xấu về người khác, dễ dàng nói chuyện tiêu cực về họ, dễ dàng đổi lỗi cho hoàn cảnh là khó khăn, khắc nghiệt. Để rồi, chúng ta bỏ bê thế giới tâm hồn, để mặc nó yếu ớt què quặt. Lâu dần, ta đánh mất khả năng nhận biết sự thật nơi Thiên Chúa, nơi tha nhân và nơi bản thân mình. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn hướng về Ngài, luôn tìm kiếm và được ở trong Chúa Thánh Thần, để từ đó chúng con biết gìn giữ tâm hồn mình và trở nên thánh thiện hơn. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa.